thưa quý vị khán giả của Việt Today tối hôm nay là 31 tháng 10 2020 trường Nguyễn và Lê Lê Xin kính chào quý vị khán giả và phải nói là chúng tôi cố gắng là uh, tươi tắn hơn uh, sau khi mà chúng tôi đã đi chuyến đi uh, chạm tấu uh, xã làng gì thôn để chờ về uh, phải nói là đây là một cái cuộc hành trình cũng rất nhiều những thông tin muốn được chia sẻ với quý vị khán giả uh, Tuy nhiên trong buổi tối hôm nay chúng tôi xin uh, làm hai trong một tức là trước hết là cập nhật cái câu chuyện tình hình vận động à, đóng góp hướng về miền Trung à, bởi vì đã qua 3 ngày rồi à, hôm nay thì chúng tôi mới tổng kết à, là bởi vì lý do là ở trên thôn để Chơ là không có sóng chập chờn rồi không có mạng rồi vân vân do đó là chúng tôi đã hai à, ngày là ở trên đấy à, và bây giờ sau đó là chúng tôi sẽ tường trình cho quý vị nghe về cái câu chuyện con đường nhân ái như thế nào xin mời đây lên dạ vâng ạ À, để không mất thời gian của quý vị, à, sau đây tôi xin đọc cái danh sách cập nhật à, 3 ngày. Ngày 29, 30 và 31 tháng 10 năm 2020. À, ngày 29 tháng 10, à, khán giả Bích và Trang ở Úc à, 5 triệu đồng. À, khán giả Trần Thị Xuân Thu, thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu. Khán giả Trương Thị Lan ở Gia Lai 2 triệu. À, khán giả Hai Lúa gửi từ Việt Tiên Banh 1 triệu. Khán giả Bùi Thị Ân Thi và Trần Vĩnh Bảo 1 triệu. Tổng cộng cho ngày 29 tháng 10 là 10 triệu đồng. Ngày 30 tháng 10, khán giả thấy ghi là Hoa Sa Công Banh Phú Tài 2 triệu. Khán giả Lữ Hường và gia đình chú Huỳnh Cường ở Mỹ à, 23 triệu 100 nghìn tương ứng với 1 000 đô la. À, khán giả ứng địch Nguyễn cũng ở Mỹ 11 triệu 530 000 À, khán giả từ Vũ Huy 7 triệu 916 000 À, tổng cộng cho ngày 30 tháng 10 chúng tôi đã nhận được là 44 triệu 564 000 Việt Nam đồng. À, ngày 31 tháng 10 là ngày hôm nay ạ khán giả Trần Văn Thắng 1 triệu khán giả Huy Trần Gia Huy Huỳnh Trần Gia Huy 100.000 khán giả Phạm Duy 100.000 tổng cộng ngày hôm nay là 1 triệu 200.000 đồng và cho tới thời điểm này tôi vừa mới cộng thử là chúng ta đã à, có được con số là 690 triệu à, 200 mười mấy nghìn gì đó à, đại loại là còn thiếu khoảng độ à, 10 triệu nữa là chúng ta sẽ đến à, con số là tròn 700 triệu. Rất mong nhận được thêm nữa nhiều cái sự ủng hộ, đóng góp những tấm lòng hảo tâm của quý vị gửi đến cho bà con miền Trung qua kênh Việt Nam Today. Vâng, à, như vậy là chúng tôi cũng còn 10 ngày nữa là sẽ đóng lại cái chương trình vận động hướng về miền Trung. À, sau đó ngày 11 chúng tôi sẽ rời Hà Nội để đi các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. À, có một số quý vị khán giả cũng nêu comment thắc mắc là chương trình của trường Nguyễn và Lê Lê sẽ đi như thế nào, à, có giao cho mặt trận tổ quốc hay là những cái đơn vị cơ quan chức năng để mà giúp đỡ cho miền Trung hay không? thì câu trả lời của chúng tôi có và không. À, có là như thế nào là chúng tôi chắc chắn sẽ hợp tác với lại các ban ngành địa phương của hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị chứ chúng tôi không có giao trực tiếp ngồi ở Hà Nội để mà đóng toàn bộ cái số tiền thu nhận nhận được cho bên mặt trận tổ quốc lý do là bởi vì chúng tôi là những người làm truyền thông do đó chúng tôi cũng cần đến tận nơi để ghi nhận những hình ảnh những câu chuyện những sự việc đang diễn ra như thế nào điều mà tôi là trường Nguyễn cũng có rất mong muốn khi cái việc mà À, cơn bão nó xảy ra là mình cũng muốn có mặt ngay tại hiện trường để có thể đưa những cái hình ảnh sống động nhất à, nhưng vì cái điều kiện công việc và những cái công việc mà chúng tôi đã hoạch định trước cho nên là cái việc đến ngay hiện trường chưa thực hiện được à, tuy nhiên à, qua những thông tin đại chúng thì chúng ta cũng đã thấy được cái sự tang thương khó khăn của à, đồng bào của chúng ta do đó khi đến với miền trung mà chúng tôi mang đến được một chút những cái món quà À, từ các nhà hảo tâm thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng rất là à, có được cái giá trị hết sức là, là cụ thể do đó là cái việc chúng tôi dời lại để đi tới, tới ngày 11 nó có lý do là như vậy à, Lê Lê có thể chia sẻ một chút trong cái việc mà chúng ta đã liên hệ và sẽ lên chương trình như thế nào à, cụ thể nó chúng ta sẽ công bố sau đúng không ạ Dạ vâng ạ à, Chúng tôi có kế hoạch là sẽ đi đến à, hai tỉnh đó là Quảng Bình và Quảng Trị À, sở dĩ là có thể quý vị khán giả nói rằng là sao nhiều tỉnh khác cũng khó khăn hay tại sao không đến mà lại đến Quảng Bình và Quảng Trị à, kính thưa quý vị khán giả rằng là khi làm bất cứ chuyện gì làm ở đâu chúng tôi đều có những kế hoạch trước bởi vì những địa phương đấy là những cái địa phương mà chúng tôi cũng có những cái người bạn thân thiết à, các anh các chị có thể là kết nối cho chúng tôi làm việc tại với các ban ngành địa phương một cách rất là chặt chẽ À, và đến những cái đồng tiền mà quý vị khán giả ủng hộ và đóng góp cho bà con sẽ được chắc chắn được đến tận tay với bà con à, cho nên chính vì thế cho nên là chúng tôi à, quyết định là sẽ lần này chúng tôi sẽ đi hai tỉnh đó là tỉnh quảng bình và quảng trị mấy thứ hai nữa rằng là quý vị cũng thấy rằng là chúng tôi ở đây không chỉ có trao à, những món quà không mà chúng tôi còn à, làm về mặt truyền thông như anh trường đã chia sẻ cho nên cái việc di chuyển để mà làm những cái công việc thêm kết hợp cùng thì chúng tôi không thể nào mà đi được trải dài tất cả các tỉnh và điểm thứ ba đó nữa đó chính là về phần à, tiền mà chúng tôi nhận được từ quý vị đem để gửi cho bà con à, cái số tiền tôi nghĩ rằng là mình có được đến đâu khả năng thì mình làm tới đó à, cho nên là à, nếu khi đã chúng ta đã trao cho bà con thì à, nó phải à, ít nhất thì nó cũng gọi là ra tấm ra món đúng không ạ ừ. cho nên là à, chúng tôi quyết định là sẽ đi hai tỉnh đó và chúng tôi đã có kết hợp với các ban ngành địa phương à, đã có cái sự thảo luận trước và hết sức chặt chẽ cũng giống như cái chuyện con đường nhân ái chúng tôi sắp trình bày đây chúng tôi làm là phải đúng với tất cả những cái à, luật pháp những cái gì mà của nhà nước ban hành cho vâng. nên là tất cả quý vị khán giả cũng yên tâm đặt niềm tin và cũng không phải lo lắng cho trưởng Nguyễn và Lê Lê trong cái vấn đề là sắp tới chúng tôi sẽ đi và sẽ làm sẽ sợ là có những khó khăn hay trở ngại như thế nào không thì rất mong quý vị khán giả cũng yên tâm và luôn luôn đồng hành theo dõi cùng với Trường Nguyễn Lê Lê trên kênh Việt Nam Today và một chương trình cụ thể chúng tôi sẽ làm gì đi đâu sẽ được công bố trước khi lên đường và ạ. chúng tôi sẽ gặp gỡ những vị cán bộ địa phương như thế nào à, quý vị cứ yên tâm và tiếp tục đóng góp để cho đồng bào của chúng ta cảm thấy có một cái chút gì ấm áp mà khi chúng tôi đến với những cái địa phương như vậy như vậy là chương trình huy động vẫn tiếp tục mở ra trong vòng 10 ngày tới và bây giờ chúng tôi xin đi qua cái chương trình thứ hai mà chúng tôi đã thực hiện trong cái hai ngày vừa qua xin mời Lê Lê dạ vâng ạ à, hai ngày vừa qua thì chúng tôi đã về đến thành phố Yên Bái À, và việc đầu tiên thì chúng tôi là đã đi vào gặp à, à, các anh chị ở bên báo yên bái à, sở dĩ ấy, tại vì sao vì chúng tôi rất là muốn các anh chị kết hợp cùng với cả việt nam today đi lên trên huyện trạm tấu để làm cái công việc là bàn giao cái số tiền con đường nhân ái à, chúng tôi muốn có các cơ quan ban ngành báo chí khác của địa phương kết hợp vào cùng để cho cái tính à, à, minh bạch À, trong sáng cũng giống như là cái sự lan tỏa của à, báo đài à, trong tỉnh à, sẽ cho tất cả mọi người các nơi các địa phương sẽ thấy được rằng là à, những cái tấm lòng nhân ái của quý vị nó sẽ có cái sức uh, truyền tải nó sẽ được uh, nhiều người biết đến hơn để thấy được rằng những tấm lòng của những bà con mặc dù từ rất là xa ngoài trong nước cũng như là ngoài nước khi mà có những cái cuộc vận động như vậy thì tất cả mọi người đều mở rộng cái tấm lòng của mình cho nên chúng tôi đã mời các anh chị của Bên Báo yên Bái đi cùng và sáng hôm qua 6 giờ 30 chúng tôi đã cùng xuất phát với nhau đi lên trên huyện và làm cái công việc À, đầy đủ theo đúng như những cái gì mà à, chúng tôi đã có cái kế hoạch à, bàn cụ thể với các anh ở trên huyện trước à, gặp tất cả các lãnh đạo của huyện, các ban ngành có liên quan à, đến cái công việc mà chúng tôi à, đang làm và sau đó thì chúng tôi à, chia tay các anh chị để à, ai làm việc đấy còn riêng cá nhân Trường Nguyễn và Lê Lê thì à, cùng với các anh à, chủ tịch xã là hôm qua đã đi, đi vào trong thôn À, gặp bà con để à, nghiệm thu cái sân trường Cũng như là trao tặng thêm những cái món quà của quý vị khán giả à, Gửi thêm cho bà con à, Và tối qua chúng tôi đã ngủ ở đấy một tối à, Bây giờ thì có điện thì rất là tuyệt vời rồi ạ Khung cảnh <laughs> bây giờ là lung linh lắm Thế nên Cho nên là sáng nay là 9 giờ sáng nay Chúng tôi mới chia tay bà con và à, đi trở ra để trở về thành phố Yên Bái Vâng, à, trở lại cái câu chuyện mà chúng tôi đã trao đổi trước Với lại anh, à, anh Trung Anh là chủ tịch của huyện yên bái xin lỗi huyện trạm tấu của tỉnh yên bái và khi mà chúng tôi đến văn phòng huyện ủy để mà làm việc thì lúc đó thì có thể nói là trường nguyễn và lê lê cũng rất cảm ơn các anh các chị các ban ngành đã tổ chức một cái buổi họp mà tôi cho là trọng thị là đón tiếp chúng tôi để trình bày một cách chi tiết cái nội dung của cái câu chuyện con đường nhân ái như thế nào và có thể nói là đây là một cái việc làm mà có thể nói là được được đánh giá cao cái tấm lòng của kênh Việt Nam Today cũng như là bà con của chúng ta đóng góp vào cái con đường này và chúng tôi cũng đã trao đổi trước với lại các anh lãnh đạo của huyện của xã và của thôn để thấy được một cái 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 thực tế nó khác hẳn giống như là chúng tôi đề xuất ban đầu cái việc đó thì chắc là chúng tôi đã quay lại hết cái câu chuyện trao đổi với lại bên phía huyện như thế nào phần này thì chúng tôi xin lại nhường tiếp cho cô Lê Lê trợ lý của chúng tôi xin tường trình thêm ạ Dạ vâng thưa quý vị là trong cái buổi họp vào ngày sáng ngày hôm qua cùng với cả các anh chị cán bộ của huyện Trạm Tấu phải nói là có một điều mà trong những cái gì mà anh Trường vừa chia sẻ thì có một điều chúng tôi rất là lăn tăn đó chính là cái số tiền khi mà chúng tôi mang lên À, thì nghe qua những cái gì các anh chị à, chia sẻ và truyền đạt lại cái cách thức để làm cái con đường làm sao mà mang cái tính bền vững ổn định lâu dài và tốt nhất cho bà con thì cái số tiền nó sẽ phải phát sinh ra nhiều hơn nữa mới đủ làm được cái con đường mà các anh chị đã có một cái à, à, ban dự án đã đo đạc rất là kỹ càng và cái con đường đấy dài chính xác là 4,5 km và các anh chị đã gửi cho chúng tôi một cái gọi là hồ sơ dự toán và có được đóng dấu đỏ của chủ tịch của chủ đầu tư ở đây và trong này thì các anh chị có các bên dự toán thì có ghi rất là rõ tất cả những cái thuyết minh công trình đường bê tông chi phí rồi nhân công như thế nào nói chung là phải đến hơn một chục tờ giấy và cái hồ sơ dự toán này với cái ghi là công trình đường nhì dưới đề trơ Địa điểm là thôn Đề Chơ, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Lý trình là 1294m Quy mô xây dựng là đổ bê tông mặt đường là rộng 1,5m và dày là à, 12cm Có nghĩa là ngay từ ban đầu ấy thì là à, Tôi nghĩ là cái vấn đề này tại vì sao chúng tôi lăn tăn trong cái buổi họp đấy à, Vì ngay từ ban đầu là chúng ta có cái kế hoạch làm con đường dài 4km và uh, số tiền chúng ta cứ nghĩ là như vậy là đã đủ Nhưng đến bây giờ là chỉ có đủ làm cho một km 3 thôi Mà thực Chị... tế là 4 km rưỡi Và, và mà mà thực là... tế đo là 4 km rưỡi uh, Cái vấn đề này nhắc đến đây thì là ngoài cái sự lâm tăn của chúng tôi uh, Thì chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi vô cùng xin lỗi quý vị khán giả Và chúng tôi phải nhận cái lỗi này là uh, về phần mình Uh, ngay từ đầu đây cũng là chính là cái kinh nghiệm của chúng tôi bởi vì là chúng tôi chưa bao giờ làm cái công việc như thế này và chúng tôi cũng không có một cái kinh nghiệm nào về cái chuyện là đo Đạc hay là đường xá hay là uh, các công trình, cho nên là khi mà nghe các anh ở trong thôn có nói rằng là chúng tôi chỉ hỏi thôn thôi Bởi vì lúc đầu chúng tôi cũng không làm việc với xã, không làm việc với với huyện à, Công chuyện chỉ là vào trong thôn chơi gặp các anh rồi thấy khó khăn rồi mình hỏi han Thì các anh nói rằng là cái con đường này dài khoảng 4km Và nếu mà làm cái con đường mà à, để mà cho bà con đi lại được thuận tiện Thì chắc là chỉ hết hơn 200 triệu Lúc đấy các anh còn nói chỉ có hơn 200 triệu thôi thì anh Trường Nguyễn nói là làm gì thì cũng có phát sinh Vậy thì sẽ xin ủng hộ của quý vị khán giả là 300 triệu Và cuối cùng thì số tiền quý vị khán giả đóng góp Nó đã lên là 384 triệu 800 ngàn đồng à, Cho nên là đến bây giờ tôi nghĩ rằng là à, Vì cái uh, sự chia sẻ của các anh ở trong thôn À, có lẽ là do các anh cũng hơi chủ quan trong cái vấn đề đưa ra một cái cái số tiền một cái con số nó không được chính xác hoặc là có thể là trong tâm lý của các anh các anh nghĩ là chỉ làm một cái con đường giống như kiểu là đổ một cái đường đường mòn đổ để cho mà bà con đi lại nhưng mà khi qua chia sẻ của các anh chị ở trên huyện thì các anh chị nói rằng là cái kiểu đường như thế thì ở trên này đã đã à, từng có rồi. những nơi đã đến và làm và chỉ sau một hai mùa một hai cái cơn lũ đi qua hay là sạt yeah. lở thì là con đường này đã đi hoàn toàn và như vậy thì cái số tiền nó đã đổ sông đổ biển tức là rất là phí phạm cho nên là các anh chị mới đưa ra một cái ý kiến rằng là con đường này sẽ phải làm một cách chắc chắn thà được ít nhưng mà chắc chắn bền vững lâu dài còn hơn là chúng ta bỏ tiền vào làm nhiều mà sau một hai năm mà nó không còn nữa thì như vậy thì khổ muôn đời vẫn là khổ cho nên là nghe các anh chị nói thế thì ban đầu chúng tôi rất là lăn tăn trong cái cuộc họp đấy nhưng cuối cùng thì chúng tôi nghĩ rằng là à, bản thân chúng tôi cũng như là tất cả quý vị khán giả chúng ta không ở địa phương đó chúng ta sẽ không hiểu được là cái à, áp dụng một cái con đường như thế nào cho nó phù hợp với mỗi người dân ở mỗi địa phương khác nhau cộng thêm nữa rằng là cái số tiền khi mà làm những cái con đường đó cái số tiền nó đội lên rất là nhiều vì lý do là cái công vận chuyển à, ngay như cái sân trường là cái tiền công vận chuyển à, cát, sỏi, xi măng, gạch từ ngoài đường vào trong tới thôn là đã hết 20 triệu tiền công vận chuyển. Công vận chuyển ở đây là gì? Là chỉ có chuyên chở bằng xe máy, cứ một xe máy ra các anh ở trong uh, vùng cao thì hay chở đi bằng cái xe win. Đấy thì là cứ đằng sau xe các anh có chụp cho tôi vài bức hình. Đằng sau xe thì chỉ chở được duy nhất là hai bao xi măng hoặc nếu không từ 2 đến 30 viên gạch cho vào trong cái bao xi măng còn hoặc cát sỏi thì cũng xúc hết vào cái bao đó buộc lại và buộc ra đằng sau xe và chỉ có chở được như thế thôi cho nên là cái tiền công chở được vào tới nơi để làm đường hay cũng như làm sân trường thì cái tiền nó sẽ rất là lớn trong cái tiền mà công vật liệu chở cho nên là sau khi nghe các anh chị ở trên huyện đưa ra những cái vấn đề đó thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là mình cũng không có cái lựa chọn nào khác đó là mình cùng phải cũng đồng thuận cùng với các anh chị để làm một km ba đường nhưng mà với cái bề rộng là 1,5m và dày là 12cm và cái uh, con đường đấy thì có thể là hai xe máy là đi đối đầu nhau một cách thoải mái không có phải uh, lo lắng cái chuyện mà như hiện tại giờ chúng tôi đi chúng tôi thấy xe máy là ví dụ một xe từ trên xuống rồi một xe phải nép vào uh, sát một bên bờ để cho xe kia đi qua thì mới đi được chứ không thể nào mà hai xe cũng cùng song song mà à, vượt qua nhau hoặc là đi đối diện nhau hay là như thế nào như chúng ta vẫn thấy ở các địa phương nơi chúng ta ở. Cho nên một lần nữa à, tôi thay mặt anh Trường à, vô cùng xin lỗi quý vị khán giả do cái thông tin từ ban đầu chúng tôi tiếp nhận của các anh ở trong thôn nó không được đầy đủ, không được uh, rõ ràng, chính xác và chúng ta cũng phải thông cảm cho các anh vì các anh ở trong đấy thì. À, về cái mặt nhận thức nhiều cái nó cũng còn hạn hẹp cho nên là chúng ta à, cũng nên à, à, suy nghĩ từ cái tấm lòng của chúng ta là thôi thì bây giờ cứ cái làm được cái gì tốt đẹp nhất cho các anh thì chúng ta làm cho địa phương thì chúng ta làm thôi ạ cho nên là đây là cái phần mà chúng tôi cũng à, xin chia sẻ nó hơi kỹ càng một chút để quý vị khán giả hiểu à, và biết được cái con đường nhân ái của chúng ta nó sẽ làm và diễn biến nó sẽ là như thế nào Vâng tôi cũng xin bổ túc thêm một chút dựa trên cái cái bản cung cấp cho chúng tôi là hồ sơ dự toán thì trong đây có công bố rất là rõ và tôi sẽ chụp được một số những cái trang cụ thể nói về cái con đường dự án này như thế nào ở đây thì người ta có ghi rõ cái việc là cái số tiền mà chúng ta huy động đóng góp được chỉ tính cái tiền vật liệu thôi còn cái tiền công và tất cả những cái việc mà xã hội hóa khác Vấn đề đo đạc là do huyện đã giúp đỡ Công sức là do bà con vận động Từ các xã, các thôn để mà người ta thực hiện cái này Và cái số mà nhân dân đóng góp Ngày công lao động làm cái con đường Cái đoạn đường là 1.300 mét Thì nó lên tới là 2.258 công Và cái số công này nếu quy ra tiền Nó là lên đến trên 400 triệu rồi Tức là cái số tiền chúng ta là hoàn toàn vật liệu thôi công sức là bà con sẽ tự động huy động nhau ra để mà làm để làm thành cái con đường đó à, nếu không thì cộng cả công lại thì nó lên tới mới một km ba thì nó lên tới là gần như là 800 triệu một km ba à, chúng tôi cụ thể hóa để thấy rằng cái À, Lê Lê cũng như là trường Nguyễn cũng vì à, nghe lời các anh ở thôn đưa ra một cái con số nó không hợp lý à, Trong khi mà chúng tôi đưa ra như vậy thì cũng có nhiều ý kiến khán giả comment ở trên kênh rồi đã nói là cái con số thì không thể tưởng tượng như thế được đâu Nếu nếu là một con đường mòn nho nhỏ thì chắc đủ chứ còn mà tính toán một con đường 1m5 cho tới 12cm thì không thể như vậy được chưa kể những cái đoạn đường lên xuống có những cái con suối À, nó rồi gồ ghề lắm cho nên là chúng tôi nghĩ là cái sự phát sinh và cái sự trình bày rất là rõ ràng của các anh ở bên huyện bên xã đo đa thì chúng tôi tin rằng cái dự án này các anh rất là tận tâm à, tôi có một cái đoạn đường mà đi với lại anh Khay là chủ tịch của xã một cái cán bộ mà có thể nói là trong một thời gian hai ngày chúng tôi làm việc với anh thì tâm huyết của anh Khay vô cùng à, và anh cũng được rất được cái sự gọi là ủng hộ gọi là Uh, khen ngợi của bên phía huyện là một cái người chủ tịch xã hết sức là vì bà con cho nên là tôi cũng uh, tin rằng anh Khay sẽ là cái người mà hết sức là mong muốn cái con đường này nó thực hiện tốt hơn. Uh, do đó là chúng tôi Trường Nguyễn và Lê Lê cũng sẽ khi nào mà bên uh, phía huyện bên xã và bên thôn khởi động cái con đường này thì chúng tôi cũng sẽ trở lại để mà quan sát uh, rồi quay cho các bạn uh, quý vị khán giả được biết. Và tùy theo cái tình hình lúc đó À, lúc đó thì chúng tôi sẽ cảm thấy thế nào và có có nên hay là không nên à, vận động tiếp cái cái đợt hai để tiếp tục cái con đường đó nó thành công hay không thì chúng tôi cũng xin để à, lơ lửng cái chuyện đó để cho quý vị khán giả tự suy nghĩ và comment thêm à, à, không biết là Lê Lê có gì bổ sung trong vấn đề con đường nữa không dạ à, vâng à, Quỳnh kính thưa quý vị rằng là về cái mặt à, à, hành chính sự nghiệp thì tôi cũng xin chia sẻ thêm đó là tổng cái số tiền mà chúng tôi mang lên được thì là bên huyện có cái đề xuất rằng là tất cả mọi cái thu vào chi ra nó phải có sổ sách và giấy tờ chứng từ thì nó mới có được cái sự minh bạch và rõ ràng cho nên chính vì thế là ở bên huyện có cái đề xuất là chúng tôi toàn bộ cái số tiền đấy thì chúng tôi sẽ à, nộp vào trong cái kho bạc của huyện trạm tấu bởi vì là khi chúng ta nộp vào thì chúng ta mới có được xuất ra được cái phần chi ra và chi ra thì huyện sẽ chi làm cái tất cả những vật liệu xây dựng đến đâu thì sẽ có giấy tờ sổ sách và đến khi mà kết thúc được cái con đường mà à, các anh chị ở trên huyện à, kết hợp cùng với cả xã, kết hợp cùng với cả thôn làm thì sẽ có đầy đủ hết tất cả giấy tờ, dấu má chứng tư cứ rồi là giấy trắng mực đen. ngay cho nên là chúng tôi là đã vào đến à, trong kho đó bạc. là kho bạc của huyện Trạm Tấu. Chúng tôi đã đóng Toàn bộ cái số tiền là 384 triệu 800 ngàn. À, như là các anh chị có cái đề xuất và yêu cầu. Cho nên chúng tôi cũng đã làm rất là đầy đủ. Và tất cả những cái hành trình chúng tôi từ bắt đầu đi lên Trạm Tấu, ở lại với bà con như thế nào, gặp gỡ ra sao, chúng tôi đều có... À, quay lại đầy đủ và sau cái video clip này chúng tôi sẽ à, xin à, chia sẻ hết đầy đủ cho quý vị xem để quý vị kết hợp vào cùng mấy cả những cái gì mà trường nguyễn và lê lê đang trình bày quý vị sẽ thấy được rằng là à, để khởi công một cái con đường để làm một cái con đường đấy rõ sẽ phải có rất nhiều những cái vấn đề những cái thủ tục à, và phải có cái sự kết hợp của rất nhiều người ngoài những cái tấm lòng nhân ái của quý vị gửi về thì bây giờ sẽ bắt đầu là phải kết hợp À, lòng dân nữa à, cùng với nhau à, và cũng rất may mắn rằng là tối hôm qua thì là anh Khay, à, chủ tịch xã cũng có đi cùng với chúng tôi vào trong thôn để à, gặp bà con, ăn cơm với bà con một bữa, ngủ ở đấy với bà con để chia sẻ cái công việc của cái con đường này nó sẽ có cái sự thay đổi như vậy à, để cho bà con cũng nhận thức ra được cái vấn đề rõ ràng là để làm con đường thì nó phải có cái sự chắc chắn, bền vững chứ không như bà con suy nghĩ đâu và bà con cũng rất là mừng vui vẻ và cái điều mà chúng tôi vào chúng tôi nhận thấy ở trên tất cả các khuôn mặt à, cái buổi tối hôm qua chúng tôi gặp vỡ thì ai cũng rất mừng vui vì bây giờ là buổi tối là à, nhìn rõ mặt nhau à, một cách rõ ràng bởi vì là điện đã về và được à, thắp điện rất là sáng thậm chí là văng à, vẳng đâu đó những cái tiếng nhạc tiếng đàn tiếng ca nhạc gì đó Tôi cảm thấy rằng là bây giờ vào thôn đề chơ nó không còn như là lúc tôi vào thôn đề chơ lần đầu tiên của năm 2020 lúc ấy là tháng 2 Một màu tối ảm đạm, cảm giác như là tôi vào tôi không muốn có sự quay trở lại lần hai nữa nhưng mà cuối cùng bây giờ đã vào rất nhiều lần và càng ngày càng thêm thấy uh, chân quý những cái gì mà uh, quý vị khán giả đã mang lại cho bà con. Và nếu quý vị khán giả nhận được những cái niềm vui, trực tiếp chúng ta nhìn thấy những cái nụ cười, những cái ánh mắt, những cái lời nói của bà con nói thì rất là ngọng thưa quý vị. Bởi vì là bà con thì uh, ở trong thôn chỉ có 3 người đã từng được học đại học thôi. Uh, còn lại là chỉ có lớp 3, lớp 4, lớp 5 là cùng thôi. Ai là cố lắm thì được đến hết cấp 2. Cho nên là cái ngôn ngữ của bà con thì nói thì rất là khó nghe. Thế nhưng mà chính vì những cái sự khó khăn của bà con như thế nhưng khi mà bà con truyền đạt lại, chúng tôi nghe được thì chúng tôi lại càng thêm xúc động và cái sự xúc động của chúng tôi thì nó lại càng tăng thêm bội phần ờ, cái lời cảm ơn sâu sắc tri uh, ân tới tất cả quý vị khán giả, những người đã mở cái uh, uh, tấm lòng của mình ra để gửi đến cho bà con và nhân đây cũng xin cảm ơn cái người khởi xướng cho cái con đường nhân ái là anh thọ hải lâm một việt kiều úc à, bố con anh đã rất là nhiệt tình và khởi động cho cái chương trình con đường nhân ái này nhân đây xin gửi tới anh à, một lời cảm ơn từ trường nguyễn và lê lê cũng thay mặt cho bà con À, gửi tới quý vị khán giả những lời chúc sức khỏe nhất bởi vì là tôi cũng chỉ xin là truyền đạt bà con cũng nói thế là à, anh chị cho chú trường chị quỳnh gửi cho em gửi lời tới tất cả khán giả lời cảm ơn nhờ có khán giả mà bây giờ thôn em mới có điện bao nhiêu năm nay là sống trong tăm tối bây giờ mới được có điện là vui lắm mừng lắm chúng tôi cảm ơn lắm đấy tất cả những cái gì đấy là à, tôi cũng xin ghi nhận lại và chia sẻ tới à, quý vị khán giả để quý vị thấy được à, cái tấm lòng của bà con nơi đây à, rất là vui mừng vâng và trong cái đêm hôm qua à, có thể nói là chúng tôi rất à, khuya là các anh ngồi trao đổi với với nhau với tôi và tôi với anh khay đã có một cái cuộc à, trực tiếp trò chuyện về cái tiềm năng kinh tế của xã và các thôn cũng xin ba cũng kể lại cho quý vị nghe là hiện nay thì xã làng gì có có 6 thôn mà trong đó có 3 thôn có điện còn 3 thôn thì chưa có điện tức là cái thôn vừa rồi để chưa là chúng tôi làm là thêm một cái thôn có điện đó, chỉ còn 3 thôn trước đây nó chỉ có hai thôn điện thôi đường xã thì vô cùng khó khăn nhưng chúng tôi xin nói thêm nó là anh khay anh, anh vẽ ra được một cái tiềm năng kinh tế vô cùng khi có cái con đường như con đường như nãy tức là tiềm năng về du lịch này, về nông sản này, rồi vận chuyển hàng hóa giữa thôn đi ra ngoài trung tâm của xã khi mà nó dễ dàng hơn. Sáng hôm nay thì có thể nói là tại sao suốt buổi chiều hôm nay trường Nguyễn đi về nhà lúc 2 giờ chiều nằm bẹp luôn cho tới bây giờ là bởi vì trời mưa đang ảnh hưởng đến cơn bão, cho nên là tôi và Lê Lê người ta khuyến cáo là không nên đi xe máy lúc vào cũng bốn cây số rưỡi, lúc ra cũng bốn cây số rưỡi lội đường trơn trượt tôi vừa đi tôi vừa trao đổi với anh, 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 anh khay cùng đi với tôi cứ đi đoạn trăm mét là hai anh em lại ngồi xuống nghỉ mệt và chỉ ra những cái đoạn đường đồi đẹp và những cái khung cảnh ruộng bậc thang thác nước vô cùng đẹp và anh khay nói như là trong một cái cơn mê là nó là anh mong con đường này nó hoàn thành và bà con sẽ có được những cái công ăn việc làm xây dựng những cái, uh, cái cái nhà nghỉ homestay để đưa bà con ở khắp nơi du khách về để với cái thôn bản của họ đẹp lắm do đó là tôi cũng vui với cái niềm vui của anh Khay chủ tịch xã và cũng bớt đi cái sự mệt nhọc uh, còn lê lê cũng vậy cũng đã quay lại cái khung cảnh có một cái điều buồn phải không nó một cái dạ, sự kiện à. xảy ra xin mời lê lê dạ vâng ạ à, trong cái quá trình mà vận chuyển chuyên chở hàng hóa vật liệu xây dựng À, từ ngoài xã vào trong thôn thì có một anh thanh niên rất là trẻ à, anh đã bị tai nạn à, anh đã bị à, rơi cả người cả xe xuống dưới một cái vực cũng à, khá là cao tôi nghĩ chắc khoảng độ suối dồn là... à, cũng khoảng độ hai ba mét nhưng mà bên dưới toàn là đá thôi bởi vì đó cái con đường chỗ đấy nó quá hẹp và thác nước phải chảy qua rất là trơn trượt và anh đã đang hiện tại anh đang phải nằm ở viện và bị dập phổi và đã phải cắt một một góc lá phổi của mình và một cái điều rất là lo ngại nữa đó là vợ anh thì đang sinh con nhỏ, nên bây giờ là cả hai vợ chồng đều nằm viện và khi tôi đến thôn thì toàn bộ gia đình là đang ở trong viện hết ông bà thì phải vào chăm sóc chia người ra chăm người nọ người kia à, cho nên là rất là khó khăn ừ, cho nên đây là cũng là một cái câu chuyện mà khi chúng tôi vào chúng tôi thấy được chúng tôi cũng thấy rất là đau lòng À, bởi vì là cái sự khó khăn tất cả nó là từ cái con đường quá khó khăn dẫn đến cho những cái chuyện như vậy mà cái chuyện đây là cái câu chuyện mà chúng mới tôi vừa mới ra. nghe mới thế xảy còn... ra còn trước đấy thì muôn bản những câu chuyện khi chúng tôi vào thì nghe thấy bà con chia sẻ rồi kể cả cô giáo cũng thế à, chính cô thanh cũng là cái người bị uh, ngã rơi xuống một lần rồi đấy là cô cũng còn đâu có chuyện mà đi trên đường mà ngã mà vừa đổ xe vừa đổ người là cái chuyện hết sức bình thường à, ngày hôm qua chúng tôi đi thì ba ngày liền ở trên đó là mưa liên tục, chân cái đường nó nó ướt nhẹp ra, nó không còn một cái con đường bình thường nữa và tôi cũng có ghi nhận lại hết và sẽ xin là trình bày hết tất cả mọi những cái video clip đó cho quý vị được biết. Vâng và cái nỗi buồn là như vậy nhưng mà chúng tôi bây giờ cũng muốn xin nói một chút một cái niềm vui có thể nói là vui để mình cảm thấy rằng à cái sự chia sẻ đóng góp và lan tỏa À, qua trường Nguyễn và Lê Lê à, kênh uh, Việt Nam Today như thế nào? Chúng tôi có một cái dự án nho nhỏ trong tuần tới lại tiếp tục xin mời Lê Lê trình bày rõ ràng hơn. Dạ vâng, à, đúng là khi nhắc anh Trường nhắc đến cái chuyện này thì cá nhân tôi tôi thấy trong lòng rất là vui và rất là xốn sang. Thực sự tôi rất mong chờ đến cái ngày đó à, khởi động là do anh Trường. Anh Trường thì có nói với tôi rằng là khi mà nhận được những cái tấm lòng của quý vị khán giả gửi đến cho bà con thì cá nhân anh anh cũng rất muốn làm cái điều gì đó cho bà à. con thì anh muốn mình cũng có một cái món quà gì đó tặng cho bà con thì vợ nghĩ sao? Ừ thì tôi thì tại vì nó nó khởi đi từ trong cái bữa buổi, buổi tối trước đó là chúng tôi là ngồi quây quần với nhau, dạ. tôi có hỏi han các uh, bác rồi các anh ở trong đó từ cái đợt về cái đầu tháng, đúng rồi đầu tháng mình vào, đợt đợt tháng đúng mình vào. Dạ, vâng. Đấy. thì là anh trường anh ấy có nói đặt vấn đề như thế thì tôi cũng bảo là vậy, thế giờ anh muốn tặng cái gì? Em nghĩ rằng là tiền thì uh, chắc là khả năng của mình thì không 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 có đủ nhiều để mà tặng tiền đâu mà giờ tặng vật dụng thì cũng chẳng biết tặng cái gì cả. Uh, tặng thì phải tặng cho tất chứ làm sao mà tặng cho một người, hai người được. Thì anh trưởng anh ấy mới nói với tôi là uh, anh muốn đưa uh, đại diện thôn khoảng độ 10 người xuống Hà Nội chơi, em nghĩ sao? Thì quả thật là khi anh trưởng nói thế thì tôi thực sự tôi cũng chỉ muốn rơi nước mắt thôi tôi tôi cảm thấy rằng là tại sao một cái cái nhỏ như vậy mà chính bản thân tôi tôi cũng không không nghĩ ra à, tôi rất là xúc động bởi vì cái ý tưởng của anh trường và tôi hoàn toàn đồng ý tôi có nói với anh trường rằng là uh, vậy thì em nghĩ là mình nên gọi điện cho bà con trước uh, để đặt vấn đề với bà con xem bà con có đồng ý không và số lượng người đi như thế nào như thế nào thì mình phải bàn bạc thật kỹ và cuối cùng chúng tôi đã quyết định là sẽ mời khoảng độ từ 10 cho đến 12 người trong thôn à, phụ nữ đàn ông tùy mọi người tự lựa chọn nhưng phải là những cái người thứ nhất là tôi chúng tôi ưu tiên hai thành phần thứ nhất là những người mà à, có thể là già làng à, người ta cũng sống lâu rồi chưa biết, biết đến yên bái còn chưa xuống tới chứ nói gì hà nội khao khát được đến lăng bác À, cho nên là chúng tôi sẽ ưu tiên một một vài người à, có công với thôn với với xã và ưu tiên hai đó nữa đó chính là những cái à, bạn trẻ ở thôn có cái khả năng mà mình đi để mà tích lũy được những cái hay cái đẹp ở thủ đô và học được rất nhiều những cái để về vận dụng truyền đạt lại cho bà con ở địa phương mình để sau này khi con đường mở ra rồi chúng ta có thể làm được nhiều cái điều hay học hỏi được nhiều cái tốt ở tại thủ đô hà nội trong một cái chuyến đi mặc dù không phải là dài ngày nhưng mà cũng có thể lĩnh hội được cho bản thân mình và cho truyền đạt lại cho bà con cho nên là chúng tôi cũng có bàn bạc với nhau và hôm qua lên thì chúng tôi cũng có trình bày với cả các anh ở trên huyện trên xã và cũng xin ý kiến và các anh cũng hoàn toàn đồng ý các anh nói cái chuyện này chưa từng xảy ra cho nên là hoàn toàn đồng ý thôi thế cho nên là chúng tôi quyết định rằng là uh, chúng tôi sẽ tặng một món quà đó nó là món quà tinh thần uh, tôi muốn động viên chúng tôi muốn động viên cho bà con trước khi bỏ sức mình ra làm cái con đường uh, thì bà con sẽ có được một cái chuyến đi như vậy để mà làm sao mà mình khởi động cho con người mình nó trở nên là à, cố gắng hơn nữa chúng ta mặc dù chúng ta còn khó khăn chúng ta còn nghèo chúng ta thậm chí còn có thể là có những mùa màng có khi thất bát còn đói nhưng khi con đường mở ra chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc và lúc đó sau khi có con đường rồi kinh tế ổn định rồi lúc đấy có khi lại uh, không phải là thôn là chỉ có ba người học đại học đâu còn nhiều người học đại học nữa và không chỉ có là một người chỉ đã từng được xuống Hà Nội đâu mà có khi lúc đấy là cả thôn có khi hỏi ai đã đi Hà Nội bao giờ chưa tôi đi rồi thăm lăng bác chưa tôi thăm rồi chứ không phải như bây giờ bây giờ là toàn bộ thôn chỉ có ba người từng được học đại học tức là các thế hệ đấy tôi nói các thế hệ chứ không phải hiện tại thời điểm này và chỉ có một người duy nhất là đã từng được đi xuống Hà Nội thôi. À, tức là ngoài ba cái người học đại học đấy là duy nhất có một người xuống hà nội cho nên là tuần sau nhà tôi đã đặt xe giường nằm à, để đón à, các bà con ở trong thôn à, đón từ ngoài quốc lộ 32 đi xe đêm à, xuống thẳng hà nội sau đó là sẽ ưu tiên đầu tiên đó chính là ngay buổi sáng đầu tiên có mặt hà nội là chúng tôi sẽ đưa à, bà con đi vào viếng lăng bác à, đi thăm lăng bác à, rồi là đi à, nhà sàn rồi đi à, À, tất cả những cái chỗ à, Hồ, tháp, rùa Rồi các thứ đại loại những cái gì mà bà con trước đây Chỉ nhìn thấy trên phim ảnh, tivi thôi Thì bây giờ là chúng tôi quyết định Đấy là món quà của Trường Nguyễn và Lê Lê à, Xin gửi tặng tới cho bà con Cũng như là à, Để cho một cái món quà ý nghĩa Về mặt tinh thần Để cái sự nhận thức của bà con nó sẽ được thay đổi rất nhiều à, Rất mong là Quý vị khán giả cũng Đồng tình với cái món quà của chúng tôi Dành cho bà con và cũng sẽ luôn luôn theo dõi kênh Việt Nam Today để thấy được cái hành trình của bà con khi xuống Hà Nội như thế nào bởi vì chắc chắn chúng tôi sẽ ghi nhận đầy đủ hết từ A tới Z và chúng tôi có đề xuất là bà con xuống dưới Hà Nội là phải mặc đồng phục của người Hà Mông chứ không được mặc quần áo của người người dân tộc Kinh và bà con đồng ý ngay phụ nữ sẽ mặc váy mông và đàn ông sẽ mặc trang phục của người Mông cho nên là cái điều này là cái điều rất là vui và chúng tôi à, xin chia sẻ với quý vị khán giả như vậy ạ đúng vậy bởi vì tôi có trao đổi với lại một thanh niên trẻ cũng đã từng về hà nội học đại học và anh ấy nói rằng khi có cái con đường mở ra thì anh ấy sẽ uh, vừa mới nhận bằng đại học thôi anh sẽ tìm mọi cách để mà anh xây dựng cái thôn bản của mình nó có cái giá trị riêng uh, và ý thức được cái môi trường đời sống ở đó và anh nói rằng anh kể những cái giai thoại mà chúng tôi sẽ cho quý vị xem cái câu chuyện nó rất là thú vị anh về À, những người ở vùng cao về không dám đi qua đường tại vì xe nó ngượm ngợp quá nhà cao quá à, có câu chuyện rất là vui và tôi tin rằng những người hầu như là những người mà sắp sửa đi chưa từng đến hà nội thủ đô như thế nào và đó là cái câu chuyện mà chúng tôi sẽ đón chờ cho quý vị cùng xem à, nhưng mà trước khi chúng tôi tạm dừng cái, cái câu chuyện thông báo cho quý vị thì uh, trường nguyễn và lê lê cũng nói cho quý vị nghe là cái chuyến hành trình của chúng tôi đi vào trong miền nam qua ba nơi đó là thành phố hồ chí minh đà lạt và nha trang những cái clip đó nó còn rất nhiều những cái điều thú vị mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ nhưng vì cái tính thời sự hiện nay đang diễn ra chúng tôi cũng phải uh, tiếp tục song song để mà đưa những cái clip đó lên để cho quý vị cùng thấy là những cái cung bậc uh, nhịp sống muôn màu của việt nam nó nhiều cung bậc lắm Uh, bản thân tôi, Trường Nguyễn và Lê Lê cũng trải qua những cái cung bậc như vậy. Hôm nay mình đang ở một cái nơi uh, hết sức là uh, tốt đẹp nhưng mà một nơi khác hết sức là khó khăn. Nhưng cái sự trộn lẫn đó nó mới làm nên một cái bức tranh uh, Việt Nam ngày nay hết sức là phong phú. Ở đây chúng tôi cũng mong muốn là quý vị khán giả uh, thứ nhất là tôn trọng cái công việc của Trường Nguyễn và Lê Lê đi khắp các vùng miền để Uh, mô tả cái đời sống thực tế của việt nam như thế nào uh, thông điệp mà tôi muốn đưa đến cho quý vị khán giả qua cái clip của mình đó là một việt nam của chúng ta đang đi về cái hướng phát triển tốt tốt hay không là do cái sự đóng góp của mỗi người của chúng ta bằng cái nhìn uh, thiện tâm và tích cực do đó là chúng tôi cũng xin uh, uh, nói rõ cái thông điệp đó nhân văn con người hướng thượng do nên chúng là chúng tôi sẵn sàng bỏ qua những cái sự chỉ trích để đón nhận cái sự mà đóng góp tích cực để cho kênh Việt Nam Today ngày càng mang đến cho quý vị rất nhiều những cái thông tin gọi là bổ ích. Có nhiều người nói Trường Nguyễn và Lê 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 giống như là những cánh chim bay hết chỗ này chỗ kia, không biết là ở Nha Trang, không biết ở Hà Nội hay là ở trạm tấu ở Đà Lạt, vân vân. Cái thời gian bây giờ đối với chúng tôi nó cũng xáo trộn. Nhưng mà cuối cùng cái điều mà chúng tôi cũng mong muốn đó là Chúng tôi đều mong, mong muốn là người Việt của chúng ta Hết sức là lạc quan trong một cái tương lai tốt Và cái điều vui hơn nữa là chị Nguyễn đã kết nối được Cái tình cảm của khán giả trong và ngoài nước Qua những cái dự án, qua những cái công việc mà chúng tôi vận động, huy động Đều có được cái sự đón là tiếp tiếp mà là tiếp sức cho chúng tôi để chúng tôi làm những cái công việc của mình phải không lê lê dạ vâng ạ chính xác ạ à, sở dĩ anh trường phải chia sẻ như vậy để quý vị khán giả trong cái chương trình của chúng tôi đưa ra à, nay có khi hà nội mai lại đang ở đà lạt ngày kia ở nha trang À, cho nên để quý vị uh, tránh cái sự nhầm lẫn, bởi vì rất nhiều quý vị lại quan tâm quá nhiều khi thấy clip đưa lên lại gọi điện ngay anh đang ở nhà Nha Trang à hay anh đang Đà Lạt à em muốn gặp. Uh, cho nên là tôi phải chia sẻ anh trưởng phải chia sẻ kỹ như vậy để quý vị uh, tránh cái sự nhầm lẫn. Uh, chắc chắn rằng là clip Đà Lạt Nha Trang thì sẽ còn rất nhiều clip hay và chúng tôi song song sẽ chia sẻ dần dần lên để cho quý vị uh, sẽ được uh, xem hết tất cả những cái uh, uh, clip đó. Và bây giờ thì cũng đã À, khuya rồi à, chúng tôi à, xin dừng lại cái video clip à, này của chúng tôi à, tại đây à, rất mong nhận được cái sự à, ủng hộ đồng hành của quý vị khán giả trong tất cả mọi cái nẻo đường của trường Nguyễn và Lê Lê à, sắp tới và chuẩn bị sẽ có những cái kế hoạch à, à, tiếp theo à, kính mong à, quý vị khán giả có được nhiều cái sức khỏe à, được nhiều cái niềm vui và hãy coi Việt Nam Today là một cái món ăn tinh thần là một cái món ăn mà à, dần dần nó sẽ trở thành một cái món ăn rất là quen thuộc à, và hy vọng chúng ta sẽ còn à, tiếp tục được à, gặp nhau trong những cái hành trình sắp tới những hành trình còn xa hơn nữa à, xin à, chào quý vị và xin chúc quý vị một à, đêm ngon giấc.